công ty trách nhiệm hữu hạn Nắng Phương Đông, tuyển tài xế lái xe tải tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc, lái xe tải 8 tấn theo yêu cầu, chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn. Yêu cầu công việc, nam có sức khỏe tốt để lái xe, không cần trình độ, có kinh nghiệm trong ngành nghề lái xe ít nhất 1 năm, tính tình cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Quyền lợi được hưởng, thu nhập hấp dẫn, ổn định, mức lương thỏa thuận từ 7 cho đến 9 triệu đồng một tháng, được hưởng đầy đủ các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, lương thưởng tháng 13, phép năm và các phúc lợi khác theo quy chế của công ty. Yêu cầu hồ sơ, liên hệ trực tiếp với chị Trâm qua số điện thoại 0274 651 4848 để biết rõ và hồ sơ cần phỏng vấn. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Nắng Phương Đông, địa chỉ số 90, đường số 6, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Email doanhienduc@gmail.com, điện thoại liên hệ 0274 651 4848. Gặp chị Trâm, vui lòng truy cập website việclamnambo.vn để biết thêm thông tin chi tiết và thời hạn nộp hồ sơ.